mũi đinh sau khi xử lý nhiệt lần hai nhé, nó sẽ màu hơi vàng vàng này, thì nó sẽ giữ độ bén và tải trọng nó sẽ tối ưu nhất rồi. Đây, mũi nào cũng vậy thôi. Thì mình có máy xử lý nhiệt rồi, thế nên là tất cả mọi cái khi mà đã xử lý nhiệt ấy, thì nó đều đồng đều với nhau hết, tất cả trên toàn thân như này nhé, nó sẽ không có phần cứng hơn hay phần mềm hơn gì cả, tất cả đều như nhau hết. Thì cái mũi này khi các bạn cùn ấy, các bạn mài thì, các anh mài này, thì anh ngửa cái mặt này lên này, anh mài vuốt thế này nhé, vì hai cái cạnh này ấy, đều đã mài phẳng ở trên đỉnh này, nó một đường thẳng rồi thì không phải mài hai mé này nữa, chỉ cần ngửa này lên mài vuốt. Chú ý là phải mài vuốt từ trong này để cho nó mòn đều đi, nó vẫn giữ được cái form mũi này nhé. Chứ nếu mà mài độc đỉnh mũi thôi thì tự nhiên cái phần thân trên này nó sẽ dày lên thì cái mũi này nó sẽ bị mất đi. Nên là các anh mài phải chú ý là phải vuốt từ trên này xuống, vuốt xuống thì nó sẽ luôn luôn thon đều này. Các anh chú ý như vậy. Đây.